Ôi, khởi đầu tốt quá. Khởi đầu ngon quá. Khởi đầu được thêm một cái kiếm dài với một bình máu. Không Queen Lan nữa thì giang hồ xem ra cái gì. Minions have spawned. Sượng. Nè, tí anh cậu dừa nè. Some call it magic. I call it good aim. Không biết quán đâu rồi ta. Nó số nó nhắm nó mua đồ ăn giùm nó được. Ngày này vẫn kịp mà. Không, gửi vô thấy nó rỉa máu kinh kia. Đổ máu lên đã, chuẩn bị đánh nhau. Đến level 2 trước. Nó rỉa máu ghê luôn. Chúng ta bây giờ đâu mà hồi phục như trước. Đôi nó hồi phục nhanh lắm. Có được phát nên lát hit. Hồi phục ghê chứ. Ăn cái top rồi. Đánh nhau thoải mái. Thank you.
chết luôn đi. Ừ. Đánh nó luôn. Tốt. Hết mắt rồi. Hết mắt rồi. Đi xin xanh nè. Top kiểu bình thường. Top kiểu bị cam á. Mua đồ rồi xong rồi hai ông kia đánh lại không? Đánh lại hai người tôi không? Mai chết. Vừa xin đúng lúc. Đó, pha vừa rồi lại hay lại đó. Nãy băng trụ hơi ẩu. Thi ơi, mình đừng có để có thuốc ở đấy có thi, mà em luyện cái tập lại coi. Tập xấu bờ lờ. Shut down. Go ahead. À, tao luyện bớt rồi nha, còn mày đéo khi nào. Bố mày bớt rồi. Rồi, thôi tao im lặng tao đánh không? À, mày. Mày thấy rồi, giờ mấy bữa nay bố ngồi bố im bố đánh không? Thuốc mẹ thằng cái tiêu phải đi lên top tôi 70 đồng. Cá hụt quy bắn không lại phía hụt cá hụt hết luôn. Ta bắn trước nó gần nửa máu mà ta đánh không lại. Ta bắn nó trước gần nửa máu mà đánh không lại luôn. Nó không mạnh thịt chứ. Bắn luôn đi.
Mạnh quá. Thiệt chứ. Tính cứu cái chủ đầu mà cứu không được. Đã mid farm là ổn rồi. Ở đây nó nhiều mạng rồi đó nha, 5 mạng rồi đó. Bị cam, bị hai cái mới cam. Đau quá. Bắn đau kinh khủng. Bắn trời ơi. Bắn đẹp. Mất cái heal trên trên top càng ấy rồi. Còn cái heal đánh lại đó. Thua spell quá. Mình thua nó cái heal, đúng cái heal luôn. Mình đánh nó mặt. Thua đúng một cái heal. Thì mình khỏe. Đi xin được ăn mạng nhiều quá. Nó không nhây, nó không giết mình đi nữa. Xem bạn ấy rưu lên cái gì, bạn lên tâm hợp rồi mình ngồi mình cười. Anh đây cũng bị hành quá. Sumita. An enemy has been slain. Double kill. Fit. Rồi con cua nó. Con cua. Ờ,
Sao mà giết nổi một ca bảy mối. Quần què fit nó áo dí ghê thiệt chứ. Sao ủi nổi thì mình cũng cọp luôn. Reset tiền luôn. Ủa con bát liên tục luôn đấy. Đánh nhau cái gì giữ thần ngủ thần vậy. Cho tôi farm coi. Nếu đánh gì đánh tè đấy mẹ. Đéo cho farm luôn. Kể từ khi mà chỉ cần mất một cái trụ trên bản đồ thôi là các bạn biết đánh nhau liên tục. Đánh tay qua này là vậy á. Mà chỉ cần mất một cái trụ trên bản đồ thôi là bắt đầu nó tàn sát võ lâm. Nó đánh liên tục luôn. Nhìn là mới 18 phút một chỉ số. Đánh như chưa từng được đánh. Ủa chị nhanh dữ vậy. Không, một gió. Nó đâu có đồng đâu. Ủa sao chạy nhanh dữ vậy. Tao đéo biết luôn. À gót. Tôi thấy nó chạy thẳng nó lượt vô mà quất nó phạt cái gì đó. Rồi em đi lên đằng nào phải. Ồ có nhiều thằng nó chơi UD được. Bây giờ tôi gặp 2-3 trận UD rồi đó. Mà mình gặp UD toàn thua không? Mình thua á. Bên này lên tia mát nó cắm đầu nó farm. Đồng đội tự xử được. Nó ra nó gan. Hợp lý thì nó mới gan. Everybody deserves a second shot. Phải đứng rình hoài. Nên quần hoài. Đi vô đấy làm chi vậy cho chết. Nổ tại chỗ kìa. Biến để lướt lên là sống rồi đó. Mũi fit nó đứng trên đây nó chờ má con chó.
chó phít này. Bực mình nha. Mất thiệt chứ. Thì tôi để ông khác mà để đâu rồi? Để mày đâu? Đưa thối. Đạo phát đang đánh thằng này. Thế lắm rồi, một cái ông kêu tim kéo, mà nó phát tim kéo. Nó làm như tôi phế lắm, thì cái gì lắm, nó làm tim kéo. Kéo là được phát. Thì boss nó được gặp nhiều. Bó nó được ganh nhiều nên bó nó sẵn hình xíu sao đâu. Thằng này mình thọt lắm. Hít đơ đi. Bó nó được ganh bao nhiêu? Chăm ở đây. Thì thua rồi. Chơi vậy lầy quá. Khi mình chơi lát luôn thì lầy quá rồi. Ai chơi bạn nữa. Ôi nó giỡn kìa, nó giỡn với Lee Sin. Nó bị điên kìa. Cầm cái tạm hợp, mối giấy bỏ sừ. Mình cứ thích giỡn Lee Sin. Tạ gấu này. Bò xuống. Ôi, 50 bút của máu sống luôn kìa. Quỷ phí này nó ôm mình hoài luôn. Ai rụng lửa. Mình là mình không có cách nào để sống luôn, giờ nó mạnh quá rồi. Ôm gì sao đánh.
nó ôm nhiều thiệt chứ. Thu cho nó ôm lại. Má này không được chơi luôn á. Quá nhiều người am. Con Atreus sẽ thấy ổng bắn không thấm gì á vậy. Con chim nãy giờ bị Infinity nó bắt nhiều quá rồi nè. Đéo biết phạm đâu ông cái ông Nami bên kia mới gọi là hai kinh dị á. Con Nami bên kia nó cáo vờ lờ ra.